kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Mình vừa nhận một kiện hàng từ Lazada. Khi mà hàng online nhận hàng, các bạn dành một chút thời gian quay video unbox giống như của mình. Để chẳng may hàng hóa có nhầm lẫn hay là sai sót gì thì chúng ta làm việc với shop Shopee, Lazada cho dễ nhé. Đơn hàng của mình ngày hôm nay là một cặp SpinFit CP360V2. Mình đặt để thay thế cho cái ear tip của chiếc Sony VKF1000XM4. Đây là một cái tai nghe mà mình rất là thường xuyên đeo, nhất là khi tập luyện thể dục thể thao. Nó là ear tip dưới dạng bọt biển các bạn. Tip gốc là dạng bọt biển. Thì đeo một thời gian thì cái tip đấy nó sẽ có hiện tượng kiểu bị nứt vỡ, bị kiểu nó bị xẹp lại hoặc bị tã đi ấy. Anh em hay gọi là như vậy. Với cả sang mùa hè rồi, mình đặt một cặp tip này để có thể có một cái trải nghiệm đeo nó thoáng hơn một chút, nó thoải mái hơn một chút. Giá lúc mình áp mã các kiểu là còn 150. Đây là phiếu bảo hành này. Đây sẽ có thông tin của mình. Mình sẽ đọc xem nào. Khoảng 150 các bạn nhé. Ok, mình đã tích được đây, mình đã tích lũy được 214 điểm ở Xuân Vũ ấy. Ok, giá 150 là cho một cặp ear tip các bạn nhé. Còn một bộ của nó là gồm hai cặp à, thì nó sẽ là khoảng 300.000. Mình mua ở đây là mua size S. Hiện tại mình đeo chiếc XM4 này thì mình có thể đeo cả size S, cả size M. Đây là size M của chiếc XM4 này các bạn này. Size S thì mình đeo nhiều hơn nên là nó đã bị kiểu tã quá rồi. Thì mình chuyển sang đeo size M, nó to hơn một chút nhưng vẫn vừa với tai mình. Thế còn đây là chiếc CP360V2. Kích thước của nó đây. Mình sẽ lắp thử một bên vào để các bạn dễ so sánh. Thực ra là nó có bảng kích thước ấy, nhưng mà bản thân mình thì cũng lười xem. Và nhiều bạn chắc là cũng lười xem cái kích thước giống mình à, cái này mình tưởng là nó sẽ kiểu bị to và nó sẽ không khít với cái ống nozzle của con XM4. Tại vì cái ống nozzle của XM4 này khá nhỏ. Nhưng mà khi mà mình nhận ở đây thì mình thấy là CP360V2 này nó khá là vừa vặn. Nó không bị lỏng như là tưởng tượng của mình. Đây là sau khi lắp vào. Như vậy là với chiếc này thì khả năng là mình có thể đeo được cả size S và cả size M. Đây là size S của CP360V2 các bạn nhé. Và đây là size M của 1000XM4. Đây mình sẽ lấy cái size S ra để các bạn dễ dàng so sánh. Cho anh em nào dùng XM4 mà muốn mua ear tip sử dụng trong mùa hè này. Trước đây thì mình cũng có tham khảo nhiều anh em thay trước. Có feedback là thay sang thì đeo nó sẽ đỡ bí hơn. Và khi mà thao tác đeo của chúng ta sẽ không mất cái thao tác phải bóp xẹp cái ear tip giống như là cái tip bọt biển của XM4 nữa. Tiếp đến thì về mặt chất âm có thay đổi gì thì qua đọc nhận xét của các bạn thì mình thấy là âm khi mà chuyển từ cái bọt biển này sang CP360V2 hoặc là V1 thì âm nó sẽ có thiên hướng là sáng hơn một chút, bay nó sẽ gọn gàng hơn. Đấy là sơ bộ là như vậy. Đây để mình quay cho các bạn xem. Đây là size S của XM4 nhé. Và size S của CP360V2. Đó. Còn với các dòng tai nghe khác thì phần nhiều tai nghe True Wireless sẽ sử dụng là CP1025 cho True Wireless. Trên trang chủ của SpinFit ấy, nó cũng có cái phần mà để các bạn tìm kiếm xem là tai nghe của các bạn ở trong đấy thì sẽ sử dụng cái loại ear tip nào phù hợp. Mình sẽ để link cái trang chủ của SpinFit ở bên dưới để các bạn tiện check xem là nếu như các bạn đang có nhu cầu thay ear tip thì cái tai nghe của các bạn sẽ được trang chủ họ khuyến cáo nên sử dụng mẫu nào của SpinFit. Sau đó thì mình cũng sẽ để link nơi mua SpinFit ở bên dưới để các bạn vào áp mã mềm các bạn ạ. Tiếp đến thì về phần chống ồn thì nhiều anh em feedback bảo là cái tip zin của Sony này là chống ồn tốt nhất. Đấy. Sau đấy thì khi mà thay sang các tip silicone nói chung thì cái chống ồn nó sẽ bị giảm đi một chút các bạn nhé. Hiệu quả sẽ giảm đi một chút. Ok, đeo thử nào. Ồ. Như này là kích thước của nó sẽ ngang với cả cái size M. Nhưng mà nó ngắn hơn một chút xíu. Như này thì đáng lý là mình nên mua size M với tai của mình. Thì nó sẽ có cái cảm giác là nó tiếp xúc với phần ống tai nó kiểu nó
cứng cáp và chắc chắn hơn ấy. Còn ở đây thì hiện tại với cái size S này trên tai của mình thì nó đang kiểu nó vừa chạm tới thôi, chứ nó chưa có. Đấy, thì tùy nhu cầu đeo của anh em. Đây này, clip jean này, sau khi sử dụng một thời gian các bạn sẽ thấy này. Đây là cái phần thân này. Và cái phần trên đầu này nó còn nứt nứt cơ, của mình thì chưa bị mấy. Đấy, của nhiều anh em thì sẽ có những cái vết nứt rất là rõ ràng, thì cái này nó hao mòn theo thời gian. Nó khá là nhanh các bạn. Mặc dù là mình đeo thì vẫn rất là thích đeo nó chắc chắn, nhưng mà sang mùa hè thì nó sẽ cảm giác nó sẽ hơi nóng. Ok, đây là một video nhanh khi mà mình vừa nhận hàng, tiện quay lại thì cho anh em tham khảo. Các bạn muốn nâng cấp hay là thay đổi ear tip thì có thể tham khảo những cái mẫu thông dụng trên thị trường. Ví dụ như là cái đội Oppo OnePlus, Oppo nói chung như là Enco X, Enco X2, tai nghe của OnePlus nó thường sử dụng cái ear tip là Latex H260, tại vì nó có cái ngàm khá là đặc biệt và cái bọn Latex kia thì sản xuất riêng cho đội này. Ear tip gần như giống hệt như này nhưng bằng silicone và sẽ có cái ngàm chuẩn đúng kiểu bọn này luôn. Thì anh em nào dùng Enco X, Enco X2 hoặc là những cái tai nghe khác của Oppo mà có kiểu ngàm tương tự như này, OnePlus nữa, muốn thay đổi thì cũng có thể tham khảo link H260 bên dưới nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và một mùa hè chọn được ear tip thoải mái nhất.